Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay sẽ là một video tiếp tục phần 2 của video phần 1 trước đó, những quái vật Minecraft đã bị lãng quên. Những ai mà chưa xem video phần 1 thì hãy dừng video này lại và xem video đó trước nhé. Thì ở trong phần trước chúng ta đã nói về những con vật đã bị Mojang lãng quên trong quá khứ. Và đa số chúng ta nói về những con quái vật xui xẻo đã bị thua trong những cuộc bình chọn của fan. Còn hôm nay chủ đề sẽ hơi khác tí xíu. Chúng ta sẽ nói về những con quái vật đã bị lãng quên trong Minecraft, nhưng đa số sẽ tới từ một tựa game cũng là Minecraft nhưng chơi trên điện thoại, đó là Minecraft Earth. Những ai chưa biết Minecraft Earth là gì thì đó là một phiên bản phụ của tựa game Minecraft. Phiên bản này chơi trên điện thoại theo phong cách VR, có nghĩa là nó sẽ cho phép các bạn sử dụng tính năng VR để có thể xây những căn cứ của mình bên ngoài đời thật, và nó sẽ bắt buộc các bạn phải đi ra ngoài để có thể thu thập những nguyên liệu cần thiết. Nói nôm na là nó tương tự với lại Pokemon Go. Nhưng rất tiếc, vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, tựa game Minecraft Earth này đã bị dừng phát triển và gỡ bỏ hoàn toàn trên mọi nền tảng điện thoại. Và kể từ đó, tất cả những thứ liên quan đến nó đều đã bị lãng quên. Thì không tốn thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu tới với những con quái vật mà chắc có lẽ các bạn sẽ không bao giờ còn có cơ hội thấy nó nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với con Melon Golem. Thì con golem dưa hấu này trông khá giống với lại con golem bí ngô bình thường mà chúng ta hay thấy, nhưng có một vài điểm khác biệt. Con này chỉ có thể spawn ở những môi trường đồng cỏ với tỷ lệ là 1,1%, và các bạn không thể nào xây để triệu hồi nó bằng cách đặt hai khối tuyết và một trái dưa hấu lên đầu được. Thêm nữa là cái đầu của nó có một hoạt ảnh mỗi khi mà nó tấn công, và thanh niên này tất nhiên nó sẽ không thể nào tấn công bằng tuyết, mà nó sẽ chơi hơi bẩn một tí xíu, nó sẽ phun những cái hạt dưa hấu vào đối phương. Với mỗi hạt dưa hấu có lượng sát thương là một tương đương với lại nửa tim trong Minecraft. Mình thực sự cũng muốn thấy con này xuất hiện lại ở trong phiên bản Minecraft trên máy tính. Con quái vật tiếp theo đã bị lãng quên, đó chính là Bone Spider. Dịch qua tiếng Việt là nhện xương. Thì các bạn có thể hoàn toàn nhận thấy sự khác biệt của con nhện xương này với lại những con nhện thông thường. Con nhện này có cái tên là nhện xương bởi vì những hình thù họa tiết ở trên thân của nó nhìn trông giống với lại một khung xương, chứ nó thực sự không phải là một bộ xương biết đi đâu nha. Mặt khác thì con nhện này có thể tấn công người chơi bằng cách bắn những khúc xương vào người chơi. Con nhện xương này hoàn toàn không thể nào xuất hiện được trong game. Nó chỉ có thể tìm được bằng cách các bạn phải ra ngoài trời để khám phá và tìm những cái rương hiếm ở xung quanh bản đồ. Con quái vật này mỗi đòn tấn công của nó có lượng sát thương là 3, tương đương với lại 1,5 tim đối với tấn công cận chiến. Còn khi người chơi đứng ở xa thì nó sẽ ném xương vào người chơi, gây lượng sát thương từ 2 cho tới 6, có nghĩa là từ 1 tim cho tới 3 tim. Con quái vật tiếp theo chúng ta nói tới chính là Violet Witch. Anh chàng này cũng không khác gì so với lại con phù thủy bình thường. Tuy vậy thì anh phù thủy này lại giống phù thủy hơn so với lại người anh em của anh ta ở trong phiên bản Minecraft trên máy tính, nhất là về cái mũ. Và cũng giống như hầu hết những con quái vật khác, Violet Witch không có bất kỳ một thông tin nào nói rằng anh chàng này có thể spawn ở bất kỳ nơi nào trong Minecraft. Anh chàng này chỉ có thể xuất hiện dưới dạng một quả trứng khi các bạn nhấn vào những block đá để tìm đồ mà thôi. Con vật tiếp theo đó chính là Lobber Zombie. Ngoài việc có vẻ bề ngoài khác đi một tí so với lại những con zombie bình thường, nhưng các bạn có thể để ý là khuôn mặt của nó có một hoạt ảnh riêng biệt, đó là nó có thể chớp mắt. Tay trái của anh chàng này thì lại dài hơn tay phải 2 pixel. Và tất nhiên con zombie này cũng không có bất kỳ một thông tin nào cho rằng nó có thể tự động spawn ở trong tự nhiên. Mỗi lần thanh niên này tấn công, nó sẽ ném một miếng thịt thối vào người chơi, gây lượng đam là 1, tương đương với lại nửa tim. Kế cuối chúng ta có một con vật khá đáng yêu, đó chính là con Skeleton Wolf, hay dịch nôm na qua tiếng Việt là chó sói xương. Con này thì cũng không thể nào xuất hiện được trong tự nhiên. Tuy nhìn giống những chú chó sói bình thường là vậy, nhưng mà chúng ta không thể nào thuần hóa được con chó này. Con chó sói xương sẽ không tấn công những bộ xương biết đi, và nó cũng sẽ chìm ở dưới nước giống với những con quái vật undead khác. Lượng sát thương gây ra của con chó sói xương này sẽ là 4, tương đương với lại 2 tim. Chúng ta sẽ cùng tới với con quái vật cuối cùng, đó chính là Furnace Golem. Con Furnace Golem này thì cũng có tính năng tương tự với lại con Iron Golem ở trong phiên bản Minecraft PC, có nghĩa là nó sẽ bảo vệ người chơi và dân làng. Và tất nhiên nó cũng không thể nào xuất hiện được trong tự nhiên. Cứ mỗi lần con Furnace Golem này thấy bất kỳ một loại quái vật nào ở trong tầm nhìn thì gương mặt và con mắt của nó sẽ bắt đầu bốc cháy. Sau đó nó sẽ tiến lại gần và tấn công đối phương, và khiến đối phương cũng bốc cháy theo luôn. Trong trận chiến thì con Furnace Golem này có khả năng tạo ra lửa cho một vùng nhỏ xung quanh nó,
Tuy là người anh em Iron Golem trong Minecraft PC rất là thích những đóa hoa anh túc và thường xuyên cho những đứa trẻ trong làng những đóa hoa này, nhưng đối với lại Furnace Golem thì cái thanh niên này nó lại rất là thích cầm những cây đuốc. Và khá là xui xẻo cho anh Furnace Golem này, đó là nước chính là khắc tinh của ảnh. Ngoài ra trong Minecraft Earth còn rất là nhiều những con động vật mà không phải quái vật nha, cũng đã bị lãng quên hoàn toàn. Anh em nghĩ mình có nên làm về những con động vật này hay không? Hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của Jenny. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Bye bye.